Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Việt Nam Sport. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có những tin tức rất hot sau đây. Hồ Tấn Tài ký hợp đồng trọn đời, câu lạc bộ Bình Định khoe dàn sao 100 tỷ đồng. Năm 2021 chứng kiến sự trưởng thành ấn tượng của Hồ Tấn Tài trong màu áo tuyển Việt Nam, nơi anh đã có những bàn thắng và kiến tạo rất hay ở vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020. Màn trình diễn này của cầu thủ đa năng có thể chơi tốt trong các vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ đã được tưởng thưởng khi câu lạc bộ Bình Định quyết định trao cho anh bản hợp đồng trọn đời. Trong buổi lễ ký kết được tiến hành ở thành phố Quy Nhơn, câu lạc bộ Bình Định đã công bố bản hợp đồng kéo dài đến tận năm 2026 khi hậu vệ sinh năm 1997 đạt 29 tuổi gần như sẽ cống hiến toàn bộ sự nghiệp còn lại cho đội bóng quê hương. Được biết, không chỉ có thời hạn dài mà bản hợp đồng của Hồ Tấn Tài còn có số tiền rất ấn tượng, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ có lương và lót tay cao bậc nhất Việt Nam. Cũng trong buổi chiều qua, câu lạc bộ Bình Định cũng ra mắt 12 ngôi sao trong nước và quốc tế vừa được mua về cùng với những người được gia hạn hợp đồng với tổng trị giá lên tới 100 tỷ đồng. Có thể kể tên những tuyển thủ Đức Trình, Hoàng Anh, Thanh Thịnh cùng với những cái tên từng ăn cơm tuyển khác như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Tiến Duy, Đỗ Văn Thuận, Lê Ngọc Bảo. Họ cùng với các ngoại binh như Adriano Smith, một cầu thủ Việt kiều, Jeremy Lynch, Rafaelson, Henryo và những ngôi sao có sẵn như Thanh Hào, Tiến Anh, Thanh Bình sẽ biến câu lạc bộ Bình Định thành giải ngân hà của bóng đá miền Trung. Tại Cúp Hoàng đế Quang Trung, trung vệ Thanh Hào vẫn đeo bằng đội trưởng và thực sự là chỗ dựa của đội bóng. Tuy nhiên, tuổi trẻ và sự phát triển nhanh của Hồ Tấn Tài hứa hẹn sẽ đưa anh trở thành một biểu tượng mới của bóng đá Bình Định phía sau đàn anh. Thanh Hào và Tấn Tài sẽ là hai viên gạch kết nối giúp duy trì bản sắc bóng đá của Bình Định, cũng là thể hiện gắn kết lâu dài của nhà tài trợ Hưng Thịnh bên cạnh gói tài trợ 300 tỷ đồng trong 3 năm. Với nguồn tài lực cầu thủ mạnh mẽ và tướng tài Nguyễn Đức Thắng, câu lạc bộ Bình Định hứa hẹn sẽ là thế lực mới ở V-League 2022 với chỉ tiêu lọt vào top 3 bên cạnh mức thưởng 7 tỷ đồng nếu đăng quang vô địch. Tại Cúp Hoàng đế Quang Trung, câu lạc bộ Bình Định sẽ gặp Hoàng Anh Gia Lai ở lượt trận cuối cùng. Hồ Tấn Tài và đồng đội sẽ đăng quang vô địch nếu đánh bại thầy trò huấn luyện viên Kia Thi Sắc, trong khi câu lạc bộ Đà Nẵng thắng câu lạc bộ Bình Dương. Các giải thưởng nhất, nhì, đồng hạng 3 lần lượt là 300, 200 và 100 triệu đồng. Giám đốc Consadole Sapporo khẳng định đã có người thay thế Chanathip nhưng không phải Quang Hải. Thông tin Chanathip sang Brazil sẽ chuyển đến Kawasaki Frontale, câu lạc bộ số 1 của J-League thời điểm hiện tại, không chỉ của truyền thông Thái Lan mà còn cả khu vực Đông Nam Á. Có một số thông tin cho rằng Consadole Sapporo sẽ tìm kiếm một ngôi sao ASEAN để thay thế cho vị trí của Chanathip. Hai cái tên cụ thể được nhắc đến là Quang Hải và Supachop Sarachat. Tuy nhiên, trong đoạn trả lời phỏng vấn mới đây, giám đốc điều hành của Consadole, ông Hirokazu Mikami cho biết có 6 cầu thủ của chúng tôi nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ khác. Việc chia tay Chanathip là điều không mong muốn, nhưng dù sao, tất cả đều hài lòng. Chúng tôi cần bổ sung lực lượng với tầm nhìn ngắn và trung hạn. Riku Dazaki sẽ trở lại câu lạc bộ và thay thế cho Chanathip. Tất nhiên, mục tiêu việc phát triển thị trường ở nước ngoài với chúng tôi vẫn không đổi, nhưng sẽ được thực hiện theo cách mới. Tin đồn Quang Hải xuất ngoại đã xuất hiện từ sau AFF Cup. Ưu tiên của câu lạc bộ Hà Nội vẫn là gia hạn hợp đồng với tiền vệ sinh năm 1997. Với mục tiêu vươn tầm ở các sân chơi châu lục, thật khó để Hà Nội buông tay với Quang Hải ở thời điểm này. Giữ được Quang Hải sẽ giúp câu lạc bộ Hà Nội và thậm chí là V-League duy trì được sức hút. Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ khiến sự phát triển của cá nhân Quang Hải phải chậm lại. Nếu muốn đưa Quang Hải sang J-League, câu lạc bộ Hà Nội sẽ không có thời gian để chần chừ bởi kỳ chuyển nhượng tại đây sẽ kết thúc vào tháng 3. Các thủ tục giấy tờ để được thi đấu tại Nhật Bản thời điểm này cũng tốn không ít thời gian. Hà Nội FC đón tân binh châu Âu được định giá 18 tỷ đồng. Hà Nội FC công bố ngoại binh thứ hai của mùa giải 2022, tiền đạo người Serbia Jurozek. Jurozek gia nhập Hà Nội FC từ câu lạc bộ Bačka Topola của Serbia. Cầu thủ sinh năm 1990, chơi ở vị trí trung phong hoặc tiền đạo cánh. Trên trang dữ liệu Transfermarkt, Jurozek được định giá 700.000 euro, khoảng 18 tỷ đồng theo tiền Việt Nam. Cầu thủ người Serbia khoác áo Hà Nội FC theo hợp đồng có thời hạn 2 năm. Phát biểu trong ngày ra mắt đội bóng mới, Jurozek cho biết: "Tới Việt Nam, một đất nước hoàn toàn mới, với tôi là thử thách, khó khăn nhưng cũng là cơ hội để tôi khám phá bản thân. Tôi có quen một số người bạn đồng hương ở đây, điều đó sẽ giúp tôi hòa nhập và thích nghi nhanh hơn với môi trường châu Á." Jurozek là ngoại binh thứ hai mà Hà Nội FC công bố trước khi bước vào mùa giải 2022. Cách đây ít ngày, đội bóng thủ đô vừa đón một cầu thủ châu Âu khác là Josip Ivancic, tiền đạo người Croatia. Không giống như đa số ngoại binh tại V-League, Jurozek không đến Hà Nội FC theo dạng cầu thủ tự do. Trước khi đến Việt Nam, anh vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ Bačka Topola. Hà Nội FC đã trả tiền giải phóng hợp đồng cho Jurozek để thực hiện thương vụ chuyển nhượng này. Ngoài hai cầu thủ ngoại, Hà Nội FC cũng có hai tân binh khác là Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Hải Long. Ở vòng 1 V-League 2022, đội bóng thủ đô sẽ đối đầu với câu lạc bộ Thanh Hóa. Đội tuyển Malaysia bất ngờ bị cảnh sát điều tra sau thất bại ở AFF Cup.
Sau thất bại ở giải vô địch Đông Nam Á, huấn luyện viên Tan Cheng Ho đã phải từ chức do chịu áp lực quá lớn từ dư luận, nhưng không có nghĩa sự ra đi của ông khiến mọi thứ chìm vào quên lãng, bởi đội tuyển Malaysia vẫn phải chịu các cuộc điều tra. Liên đoàn bóng đá nước này đã phối hợp cùng ông Deo Abba Khan, cựu cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, thành lập một cơ quan điều tra đặc biệt và độc lập để xem xét lại toàn bộ các trận đấu của đội nhà tại giải đấu trên đất Singapore vừa qua. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM, ông Mohd Amin đã xác nhận thông tin này. Nhiệm vụ chính của cơ quan độc lập là tiến hành xem xét kỹ lưỡng về thành tích của đội tuyển trong chiến dịch ở Singapore và phân tích đầy đủ về đội ngũ huấn luyện cũng như các quan chức quản lý. Sau đó, kết quả sẽ được ông Deo Abba trình bày. Bên cạnh đó, các bên cũng sẽ đưa ra các biện pháp cải thiện cho FAM để cùng nhau thảo luận. Ông Mohd Amin nói, huấn luyện viên trưởng Tan Cheng Ho đã từ chức, đồng thời nhận toàn bộ trách nhiệm về màn trình diễn mờ nhạt của đội. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã chỉ trích cả FAM. Họ tin rằng cơ quan này cũng phải chịu trách nhiệm về thất bại của đội tuyển, bởi họ cho rằng FAM đã quá yếu kém trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị cho đội tuyển lên đường dự giải. Có lẽ áp lực từ dư luận cũng là lý do để FAM tiến hành điều tra về thất bại của đội tuyển nước nhà. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!